Bạn có một bé được 6 tuổi. Bạn thả tập 2 10 tháng mới có. Được 7 tuần thai lưu, mất thêm thai 6 tháng, ăn uống gì để dễ đầu thai? Thật ra là như vậy. Khi mà mình có một bé rồi mà mình thả, sau đó thì mình không có mang thai lại được, gọi là cái hiếm muộn thứ phát các bạn. Thì thật ra đối với môi trường sống chúng ta hiện tại, thì cái việc ảnh hưởng giữa stress, căng thẳng, rượu bia, thuốc lá, hoặc là cái môi trường làm việc của bạn có nóng nè, có những bức xạ nè, thì có ảnh hưởng tới cái chất lượng tinh trùng, mà điển hình là nó sẽ ảnh hưởng tới phân mảnh ADN tinh trùng. Thì như vậy, trước khi mà bạn thả lại lần tới thì bạn có thể sử dụng những cái xét nghiệm mà bác sĩ Nhật đề nghị, DFI, bạn làm siêu âm giải tế bào thần kinh, bạn làm cái tinh trùng đồ. Có kết quả thì bạn có thể gửi cho bác sĩ Nhật ở bên dưới cái video stream.